Chào quý vị và các bạn đã đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim đang hot nhất trên VTV3 hiện nay, Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 13. Nghĩa không ngờ bị Tuấn phản bội, Tuấn không tin tưởng Nghĩa cho nên đã ghi âm, quay phim lại toàn bộ quá trình thỏa thuận của mình và Nghĩa để phòng trường hợp sau này bị Nghĩa lật lọng. Nhưng khi ông Trường tỉnh lại đã thuyết phục được Tuấn, Tuấn đã đứng về phía ông Trường để tố cáo Nghĩa giúp đỡ ngân hàng. Cậu Tuấn, chắc cậu biết tôi hẹn cậu ra đây để làm gì rồi chứ? Ông Trường, sau khi tỉnh lại, biết Nghĩa đã chiếm được Lan Hà, liền đi tìm Tuấn, mặc cho mọi người can ngăn. Tuấn lúc này đã là người của Nghĩa, hắn biết ông Trường không thể làm gì hắn được, cho nên mặt vênh váo như con cáo không hề sợ hãi. Tôi biết chứ ạ. Nhưng dù không có nói, ông có nói gì thì cũng vô dụng thôi. Mọi chuyện đã đâu vào đó rồi, không thể thay đổi được nữa đâu. Cậu chắc chứ, tôi làm việc với cậu bao lâu nay, cậu hiểu rất rõ về con người của cậu. Cậu là người rất cẩn thận, chắc chắn không dễ dàng để ai nắm đằng chui được đâu. Hắn thẳng thắn lật bài, đúng là gừng càng già càng cay, chuyện gì cũng không qua mắt được ông. Hôm nay ông hẹn tôi ra đây là muốn tôi phản bội lại cậu Nghĩa thì tôi không làm đâu. Làm người phải có quy tắc của mình, ăn cây nào thì rào cây đấy chứ, đúng không ông Trường? Ông Trường cười khẩy, bao năm qua tôi đối xử với cậu đâu có tệ đâu. Tôi trả lương cho cậu thật là cao, nhưng cậu lại tiếp tay cho thằng Nghĩa mất dạy kia để nó phản bội tôi. Thì lương tâm của cậu để đâu rồi? Tuấn đáp, ai cũng có tham vọng cả thôi ông Trường ạ. Ông không thể trách tôi được đâu. Tôi hiểu, nhưng cậu này, cậu Tuấn này, cậu hết lòng với Nghĩa như vậy, cậu không sợ sau này một ngày cậu hết giá trị lợi dụng thì nó sẽ đá cậu ra chuồng gà à? Tuấn cười nhạt, ông Trường à, không có lửa thì làm sao có khói được. Nếu ông không hại chết bố cậu ta thì làm gì có ngày hôm nay. Ông Trường nói, nếu đây tất cả chỉ là một hiểu lầm thôi thì cậu có tin không? Ông Trường vừa nói vừa lấy ra tập tài liệu có liên quan tới cái chết của ông Quang, bố của Nghĩa khi xưa. Đây cậu xem đi. Vậy Tuấn sẽ làm gì khi biết sự thật năm xưa? Liệu Tuấn có giúp Nghĩa làm những điều thất đức sai trái nữa hay không? Chúng ta cùng nhau đón xem những tình tiết hấp dẫn của bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim.